Chiều unfollow Chipu, tối Quỳnh Anh xin đã hẹn ngay Salim đi tâm sự, sau ồn ào hội chị em sẽ ra sao? Hát nhất trên mạng xã hội hôm nay chính là nghi án tình cảm chị em của Quỳnh Anh, Xin và Chipu đã dạn nứt. Cụ thể thì mới đây, Quỳnh Anh Xin đã unfollow người chị thân thiết, trước đó còn đăng story ám chỉ. Dân tình còn xôn xao cho rằng vì Chipu hẹn hò với người yêu cũ Quỳnh Anh Xin, là thiếu gia tên Hát, đình đám Hà Thành nên tình chị em vì thế mà toang. Chipu và Quỳnh Anh Xin toang, tình chị em vì một chàng trai. Quỳnh Anh Xin đã unfollow Chipu. Trong lúc ồn ào, người theo dõi để ý Quỳnh Anh Xin vừa check-in đang ở cùng Salim. Nhiều người cho rằng, có lẽ Quỳnh Anh Xin đang tìm đến người chị thân thiết để chút bầu tâm sự chăng? Quỳnh Anh Xin hẹn hò với Salim sau khi unfollow Chipu. Cặp chị em thân thiết Salim Quỳnh Anh Xin. Giữa nghi án lục đục Chipu Quỳnh Anh Xin, người theo dõi không khỏi tò mò rằng hội bạn thân đình đám bao gồm 4 cái tên, Quỳnh Anh Xin, Salim, Sun HT và Chipu rồi sẽ ra sao? Nếu mọi tin đồn là thật, thì cả 4 người đều đang bị đặt vào một tình huống rất nhạy cảm và khó xử. Hội bạn 4 người rồi sẽ ra sao? Hiện tại những người trong cuộc đều chưa lên tiếng. Dân mạng vẫn đang chờ chia sẻ đến từ đích thân Chipu và Quỳnh Anh Xin cho những ồn ào này. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.